Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của từng ngày hôm nay nha. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần mấy bạn, là ngày mà tinh thần Tân cảm thấy vui, là tại vì thường những ngày cuối tuần là Tân được đi chơi với gia đình của mình. Thì hôm nay Tân có một cái câu chuyện bên cạnh một cái lời chia sẻ của một bạn fan. Thì bạn đã chia sẻ cái ý tưởng của bạn được coi như là cũng 3 năm mà. Lâu lâu bạn vô bạn nhắn tin một lần, hai lần, rồi bạn nhắn tin bên kinh doanh của Tân. Thì bạn muốn là hỗ trợ vốn để cho Tân có được cái cơ hội mở nhà xưởng to hơn và cùng bạn kinh doanh, buôn bán nhân trầm. Thì lúc ban đầu Tân không có hồi âm, Tân cũng không có trả lời. Đến bây giờ thì Tân mới hồi âm lần đầu tiên ở trên cái kênh YouTube. Tân mong là bạn có thể xem được và có thể hiểu được tại sao mà Tân không trả lời suốt thời gian qua ha. Thì đối với Tân và trong việc kinh doanh của Tân thì Tân đang cảm thấy ổn và Tân không cần ai hỗ trợ vốn cho Tân để Tân làm lớn hơn hay là như thế nào đó, bởi vì Tân đang có cái nguồn vốn riêng. Tân cảm thấy rất là ổn, Tân không có cần người khác phải hỗ trợ cho mình. Khi Tân cần thì Tân sẽ có cái phương thức, phương án để mà Tân đi gặp những người họ có thể hợp tác cùng Tân. Cho nên là Tân từ chối cái sự giúp đỡ của em, Tân cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà Tân không có cần ha. Thì sẵn cái câu chuyện ngày hôm nay thì Tân cũng nói cho em cũng như các bạn biết về cái tư duy của cái người làm chủ. Thì mỗi người sẽ có một cái tư duy khác nhau. Cái người mà làm chủ á, cái gì người ta cũng phải tự làm, chứ người ta không có phụ thuộc vô người khác. Ngay cả cái việc mà xoay đồng vốn hay là đưa ra chiến lược làm ăn cũng vậy. Và luôn cả những vấn đề liên quan đến tâm linh. Thì ở đây là một cái câu chuyện mà Tân vừa kể tâm linh mà vừa tâm sự chia sẻ các bạn về cái tư duy kinh doanh của mình. Cái câu chuyện này nó đến từ một cái anh. Anh là cái người đi mua sản phẩm nhan trầm của Tân. Thì khi mà anh liên hệ những cái câu hỏi rất quen thuộc từ những người gặp chuyện tâm linh là cái nhan trầm đó khi mình đốt ma quỷ mà số lượng nhiều có bỏ chạy hết hay không. Thì khi mình nghe đến đây là mình thấy là có lấn cứng, tại vì ma quỷ nó không có chạy. Và đặc biệt là từ chạy tức có nghĩa là nó đã vô trong nhà mình hay là mình đang sống gần nó, mình muốn đuổi nó đi. Thì tất nhiên nó sẽ không chạy khi mà một cái nhang mình cắm xuống, bởi vì mình chưa có biết là lỗi phải do ai. Thí dụ như cây nhang đem về trong nhà bạn có ai đó đang ám muội bạn, hay cái dông nó tà ác, thì Tân nói thiệt 100% nó trừ. Nhưng mà nếu như đó là cái người sống trong nhà từ lâu mà bạn vô trong đó bạn thuê, mà bạn gây cái sức ép cho người ta như vậy thì người ta sẽ rất hận bạn. Thì Tân mới hỏi là cái nguyên do anh bị cái chuyện gì. Thì khi Tân nghe cái câu chuyện của anh nó xảy ra một cái vấn đề rất là nghiêm trọng từ cái chuyện tư duy người làm chủ. Hai vợ chồng của anh này đó là lập nghiệp, nhưng mà có một cái nhân duyên rất là lạ lùng. Gia đình của anh này là truyền thống nấu mì, mì Tàu. Gia đình của chị này cũng là truyền thống nấu mì. Giống như là hai cái gia đình là có truyền thống nấu mì. Mà hai vợ chồng này quen nhau cùng chung chí hướng là bỏ nghề nấu mì để mà đi làm cho xí nghiệp. Thì làm xí nghiệp được một thời gian, cũng trải qua nhiều cái hình thức kinh doanh, thì hai vợ chồng cũng có được ít vốn. Thì sau đó mới về thành phố để mà thuê lại cái nhà người bà con trong chợ. Thì mục đích thuê lại là gì? Đi một vòng trái đất, thì vòng lại cái chuyện là hai vợ chồng hùng lại cái kiến thức để mà mở tiệm bán mì ở trong chợ. Thì mới thuê lại nhà người bà con. Nhưng mà ở đây nó có một cái nguyên do, một cái duyên là người bà con bị bệnh rất nặng, mà con cái thì không có tiện chăm sóc. Cho nên hai vợ chồng này vô thuê lại cái nhà đó, đồng thời là chăm sóc cái người bà con đó. Thì hai vợ chồng bán mì được 2 năm, coi như là công chuyện coi như là phát triển vô cùng. Tại vì bạn nghĩ đi, hai gia đình mà kinh nghiệm nấu mì mà lấy nhau thì định bỏ nghề của gia đình đi một vòng trái đất, cũng vòng về cái nghề gia truyền. Nó là cái nghiệp rồi, nghề là nghiệp, không thể nào mình né được.
Hai chồng mới có cái công thức làm ra những cái tô mì trong chợ. 2 năm trời buôn bán làm ăn rất là khá. Thì cái người bà con nó chở nặng, nặng quá đi, cho nên là họ muốn bán cái căn nhà này cho hai vợ chồng này để mà họ đi về ở với con họ những ngày cuối đời. Thì khi mà thương lượng mua lại căn nhà coi như là cũng hời, bị người bà con cũng thương. Nói chung hai vợ chồng này không phải là cái người mà vô lợi dụng, hai vợ chồng này vô chăm sóc cho người bà con còn hơn con ruột người ta nữa. Cái đạo đức đó mới là cái mà gặp cái nhân duyên sau này là Tân mới giúp. Còn hơn con ruột nữa, con ruột mà chăm không không bằng mà hai vợ chồng này nữa. Khi mà mua lại thì người đó, cái người bà con đề nghị bán rẻ, chứ không có phải là người ta ép giá hay gì, mà hai vợ chồng kêu bán đúng giá đi. Hai chồng rất đạo đức trong cái chuyện mà không lợi dụng người ta, thập tử nhất sinh. Thì người bà con mới bán lại căn nhà mới đi. Nhưng mà cũng chính vì chăm lo cho người bà con nó rồi, chăm lo cho chuyện làm ăn rồi, kinh doanh buôn bán quá cực, cho nên hai vợ chồng bị mất một vấn đề, đó là không có bàn thờ. Ở trong nhà không bàn thờ ông Thần Tài ông Địa, ở trong bếp không có bàn thờ ông Táo, ở trong cái nơi ở thì cũng không có bàn thờ của gia tiên, cũng không có thần có Phật gì hết trơn. Làm ăn buôn bán là nhờ cái phước, mà hai chồng sống phước thiệt, tại thực sự là lo cho người bệnh mà thật sự hơn con người ta, thì cái đó là thật sự là rất là phước, cho nên buôn bán được. Nhưng mà chỉ có mỗi tội là khi mà làm cực quá thì người ta ẩu, cái chuyện gì á là cũng nhờ nhân viên hết, đâm ra cái phước của mình á với người nhà của mình thì có, nhưng cái phước của mình với nhân viên của mình thì không có. Cái người những người nhân viên mà làm việc cho hai vợ chồng này á, thì rất là hụt hặc, bị hai vợ chồng này la hoài, rất là hụt hặc, đâm ra là họ có cái họ không phục. Bạn cũng hiểu rồi, giữa chủ và tớ thì có những cái nó rất là lấn cứng, mình phải làm sao mà mình dĩ hòa vi quý được. Cái chuyện đó là một trong những cái chuyện mà phải học về cái đạo mà trị người, chứ còn không có đơn giản đâu bạn. Cho nên là hai vợ chồng cứ lấn cứng nhân viên hoài, và đắn đo suy nghĩ không biết là để cái trang thờ ông Thần Tài ông Địa ở đâu. Tại vì họ tận dụng hết cái không gian phía dưới để mà họ buôn bán, còn ở trên là chỉ có một cái lầu hai vợ chồng ở thôi, không có nuôi nhân viên không ở lại đó. Thì bây giờ để cái trang thờ ở đâu để mà cho người ta đừng có đụng tới, họ lo nghĩ tùm lum hết. Nếu mà để trang thờ mà để mà lộ quá, người ta đi ngang người ta đá rồi mà mình mất phước, mà lỡ như mình bán được người ta vô ăn cắp ông Thần Tài ông Địa của mình rồi mình nghèo luôn. Thế nhưng suy nghĩ tùm lum tùm la hết trơn không biết làm sao, thì đến ngày đó là coi như quyết định tìm được một cái chỗ mới để cái trang thờ ở trên cao một chút xíu. Thì để cái trang thờ vậy, mua lư hương mua đồ xong lại không mua ông Thần Tài ông Địa, là tại vì lúc đó họ suy nghĩ là bây giờ cái nhà của họ đó hiện tại bây giờ nó vừa cổ kính mà nó cũng vừa Tây phương, nó vừa cổ cổ vừa Tây Tây, vậy cái tượng ông Thần Tài ông Địa phải hợp với cái nhà, cho nên họ phải đi tìm. Mà một khi bạn đã bị xoáy vô cái chuyện làm ăn mỗi ngày bạn buôn bán rồi thì bạn đã không làm liền được, lúc đó là bạn sẽ để rất là lâu. Thì có nhiều người lại phước nữa, nhiều người đi qua lại thấy bàn thờ không có ông Tài ông Địa, không có hương khói, thì người ta nhắc nhở ở nơi mà chợ giống vậy đó. Cô hồn các đảng cũng nhiều lắm, lỡ mà nó vô nó ở một phát có chuyện. Cho nên thôi hai vợ chồng cố gắng thu xếp, mình mua tượng ông Tài ông Địa mình khai quang mình để lên đi, làm ăn buôn bán phải tin. Thì lúc này là cô vợ giao lại cái chuyện đó cho anh chồng. Anh chồng thì bạn biết rồi, cô vợ thì lo cái chuyện mà nhập hàng đi vô sơ chế, ông chồng ở ngoài múc, ta vô kêu mì múc và phải nhớ nữa, ví dụ tái nạm gầu gân là này kia các cái là phải nhớ, rồi ăn cái này bỏ cái kia không hành này nọ, ông cứ bốc bỏ là tính tiền bao nhiêu, bốc bỏ bỏ tính tiền, nó cứ loạn xà ngầu lên. Mà bây giờ giao lại cái chuyện đó cho ổng, ổng đi rồi ai nấu bếp? Ổng mới kêu cái người nhân viên của ổng là một cái bé nhân viên, thì cái bé nó ra ổng kêu mày đi mua ông Thần Tài ông Địa đi, mày mua đại đi, mày nhìn cái trang thờ mày thấy kích cỡ sao nó mua đại đi kệ. Thì con bé đi mua dễ để lên, thì từ khi có ông Thần Tài ông Địa thì mọi chuyện phức tạp hơn. Bắt đầu những ngày sau đó là khách vô ăn là quánh nhau,
ẩu đả đánh nhau từ những cái chuyện rất là xàm, từ một cái chén tương, chén giấm, ớt, sa tế mà họ đánh nhau hoài, đánh triền miên, họ cãi mà phải chi, nó thiếu đi, bàn nào cũng có hết, bàn nào cũng có, mà giống như ma che mắt họ vậy bạn. À, giống như ma che mắt vậy, cái hũ sa tế trước mắt vậy đó, là ảnh kể cho Tân luôn, hũ sa tế trước mắt vậy mà không thấy, và đi qua bàn kế bên thấy, bàn kế bên để lại thấy cái hũ bên kia có sao không lấy, mà qua bàn nó lấy vậy mà cãi quýnh nhau. Rồi bắt đầu nhân viên trộm tiền, à trộm tiền xong trốn, thì cái con bé mà đi mua tự ông tại ông địa nó bỏ trốn, nó trộm tiền nó trốn. Rồi chưa kể đến những cái chuyện là mất xe, cái chuyện mất xe là cái chuyện xàm nhất. Cái chợ đó thì gửi xe ở bên ngoài, tất cả đều đi bộ vô trong chợ, bị chợ nó chật. Nhưng có những người ta giao hàng, người ta giao cá, người ta giao trái cây, người ta chở nặng, thì người ta được du di chạy chiếc xe vô, thì những người đó vô ăn, vô trong đó ăn mà còn bị mất, người ta không bắt được trộm, người ta quay qua bắt anh chị này đền. Thì tất nhiên là người ta đâu có đền, quy định của chợ là để xe bên ngoài, anh chạy vô anh phải canh. Ở đây không có canh xe, nhưng mà nó cũng gây ra những chuyện ẩu đả. Bạn biết cái những cái dân đó rồi, khi mà họ bị mất đồ mà họ không tìm được trộm thì họ bằng mọi giá họ uy hiếp cái người chủ, rồi lại kiện cáo, rồi lại chính quyền này kia. Cái chuyện hai vợ chồng cứ lằng xằng như vậy hoài, cái cuộc sống buôn bán bắt đầu nó không còn suôn sẻ nữa. Nó đủ thứ chuyện, thịt giao tới thì hư. À, kinh doanh được 2 năm rồi, lời rồi mới mua căn nhà, mà bây giờ bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra hết. Mà bây giờ tượng ông tài ông địa đã không dám bỏ, bỏ mang tội, không biết bỏ làm sao. À, bắt đầu hai chồng đổ thừa cho ông tài ông địa, tại thỉnh về không đúng, tại ban đầu là nghĩ con bé nó mua không có hên, con bé nó mua không có hên, chứ không phải là do hai vợ chồng. Thì có một cái ngày đó hai chồng mệt quá, mệt rồi, quá mệt rồi, đóng cửa lại hết, nghỉ, đi trên lầu ngủ. Thì bữa hôm đó ảnh có cái linh tính, sau đó ảnh dậy, nửa đêm ảnh dậy thì ảnh mới mở cái camera. Nói chung là ở dưới đó, người ta lắp đặt camera thì cái nó liên thông với cái app trong điện thoại, mình có thể mở ra mình coi được cái quản lý ở bên dưới như thế nào. Thì ảnh mới mở camera ra, thì bình thường bạn biết không, khi mà hai vợ chồng này lên trên lầu ngủ đó, sẽ rút cái điện của máy quay, khi nào xuống bán mới cắm vô máy quay mới hoạt động, đèn đốm thì tắt hết. Nhưng mà vô tình ổng mở ra thì cái máy quay nó hoạt động, bạn, đèn dưới mở hết. Ông mới trách bà vợ, bà vợ lúc này thì ngủ, ông trách, ông mới nói là trong bụng thôi, bà này riết ẩu, nhà đủ thứ chuyện rồi giờ thêm bả nữa, tốn điện nữa. Ông mới xuống, ông rút cái camera ra, ông tắt đèn. Ông mới đi lên thì không hiểu sao ông lại linh tính, ông mở cái app ra ông coi. Ông mở ra ông coi thì ông thấy lúc này là đèn lại mở, camera vẫn mở, nhưng có một vấn đề, đông vui vô cùng, vong hồn ngồi ăn bạn. Riêng cái chỗ ông thần tài ông địa là một cái người ngồi quỳ tóc xả, giống như có hai con quỷ, giống như có hai con quỷ đang ngồi đó. Thì lúc đó ông mới kêu vợ ông dậy. À, khi mà bà vợ dậy cùng ông chồng nhìn là bà vợ muốn xỉu tại chỗ luôn, sao nhà mình toàn vong không vậy, mà lần đầu tiên mới thấy. Thì họ không dám sống ở nhà nữa, họ cũng không làm ăn buôn bán gì được nữa, bởi vì những cái người mà bị mất xe đó, họ tới họ phá, họ phá là thứ nhất. Thứ hai là nhân viên bắt đầu nó bỏ việc, là cái chuyện mà nào giờ không có. Rồi sau đó là tối ngủ ở đây thì vong nó cứ dậy hoài, họ không dám ở, tự nhiên có nhà mà phải đi ra mướn nhà nghỉ, rồi sau đó qua ở nhà nhờ người bà con. Thì họ mới biết đến cái chuyện họ mua nhang trầm của Tân để mà họ chiêu tài phúc khí, diệt tà ma. Họ vô họ hỏi thì Tân biết. À, thì qua cái lời kể đó thì mình mới thấy hai vợ chồng này cũng là người đàng hoàng, chứ không phải là cái người mà coi như là không có phước, chỉ là vô tình gặp chuyện gì đó tâm linh thôi. Thì Tân mới giúp, Tân mới nói thôi cho địa chỉ đi, bữa nào anh đi ngang anh ghé anh ăn mì thử coi làm sao. Thì Tân mới tài xế, Tân mới tới. Khi mà tài xế Tân chở tới thì bạn biết rồi, với cái năng lực về tâm linh của Tân thì Tân kêu vợ chồng mở cửa ra hết. Cái cửa là có ba cửa, mở ra hết, cửa kéo.
Tân đứng ở bên tiệm đối diện, Tân nhìn vô được rồi. Còn tài xế của Tân thì bạn biết rồi, đi chung với Tân phải có năng lực tâm linh chứ. Ở ngoài đầu chợ là xe lúc nào cũng nổ máy hết, để lỡ Tân không có làm được gì thì Tân lên xe Tân chạy cho lẹ. Nhưng mà may quá, phước quá, Tân vô thì Tân làm một cái phù, Tân coi xong Tân mắc ói luôn. Tại cái người ở trên cái bàn thờ ông Tân Tạm Địa không phải là hai con quỷ, mà chỉ là một người đàn ông thôi. Mà người đàn ông này là thắt cổ chết, mà thắt cổ chết trên cây bàn, tại cái lá bàn nó che cái tấm kiến ở đằng sau ông Tân Tạm Địa. Nhưng mà hai vợ chồng này không có thấy. Và hai cái tượng này là hai tượng cũ rồi. Thì Tân nói cho bạn nghe, cái con bé mà nó mua về đó, nó không có mua, nó ra cái chỗ cây bàn nào ở gần đó đó, nó lụm đại những cái tượng ông Tạm Địa mà của người vô gia cư đó, nó đem vô nó để. Mà vô tình cái cây bàn nó có người chết, đâm ra cái người chết mới vô tượng ông Tạm Địa. Tại vì có những người vô gia cư nhưng mà người ta vẫn tin tâm linh, người ta đi lụm đồ, ta về ta để xung quanh những cái nơi ta ở. Thì con bé đi nó lụm dễ để vô, cho nên mới gặp cái chuyện đó. Thì cái vong đó đó mới dẫn những cái vong khác vô trong nhà ăn. Thì khi mà Tân biết vậy rồi, Tân mới nói con bé đó của em chắc chắn người Khmer. Thì hai chồng nó đúng, tại vì họ mướn người Cam vô làm cho họ không à. Tân nói là vậy đúng rồi, chỉ có người Cam nó mới đem cái vô nó làm cái phù nó che mắt thôi. Em nhìn thấy tượng mới lắm đúng không, nhưng mà hai cái tượng nó cũ lắm rồi, nó chóc mài hết rồi. Thì hai vợ chồng mới kêu Tân là vậy anh khai nhãn cho em nhìn thấy này kia. Thì Tân nói chịu khó ra mua ký nhãn xuồng bắp cải ăn đỡ đi cưng, chứ anh đâu biết khai nhãn gì đâu, anh chỉ biết đọc phù kinh nghiệm để anh thấy thôi. Thì bây giờ anh đi mời thầy, thì thôi mình làm cái lễ, mình mời thầy là thầy người Khmer để người ta vô người ta trừ tại vong này vong xưa. Thì những người thầy Khmer họ đọc phù đó các bạn, những cái phù họ đọc bằng tiếng Pali, những cái tiếng cũ cổ ngày xưa, cái công lực nó mạnh. Thì vô thì họ mới lựa ra ba người, ba người này là có cái chánh khí, có máu chiến binh. Thì họ làm cái bùa, tôi gọi là bùa dây niệt, dây katha đó, bon braseti katha đó. Thì họ buộc cái đó quanh người của những cái người có cái chánh khí đó. Họ đeo những cái tấm bùa 21 tấm để mà chống lại những cái chuyện mà tà ma, thường là đeo cho cảnh sát chiến binh, ngay cả phường trộm cướp ta cũng đeo nữa các bạn, để mà người ta làm những cái chuyện mà nguy hiểm đó. Thì vô trong đó mới chặt được cái người trên bàn thờ. Chặt làm sao? Là mình phải chặt cái cọng dây vô hình mà còn thắt cổ người ta ngày xưa mà người ta chưa có được chặt, chưa có cắt cái cọng dây đó để quấn lại đó, đâm ra cái vong người ta hận. Mình cởi ra thì người ta dễ thở hơn, mình mới hướng người ta đi ra khỏi tiệm được. Thì khi mà những người đó vô làm vậy thì mình lấy cái trang thờ là mình mang đi luôn. Thì sau khi mà thầy làm xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi, mang ra rồi đó, thì sau đó mình đóng cửa lại, thì cái nhà sẽ hôi như mùi cống vậy đó. Hôi ít nhất là một tháng. Nói chung là bị ma quỷ vô nhà thì hao tài tốn của, sức khỏe mà không có mất mạng là ok rồi, không bị nó dẫn hồn đi là mừng rồi. Thì trong cuộc sống bạn biết là qua cái câu chuyện này, Tân cũng có nói với lại hai vợ chồng sau này buôn bán lại vẫn được. Tân có nói là mình làm chủ, những cái việc gì mà quan trọng là phải đích thân mình làm, chứ mình đừng có trông cậy vào người khác, mình cũng đừng có nhờ vào ai hết. Cái con thuyền kinh doanh của mình là mình phải tự lèo lái nó. Mà một khi mình đã thấy nó ổn rồi thì mình không được tham. Ông trời ông cho mình bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu, làm thật là chậm nhưng mà chắc. Tại vì cái cuộc sống của mình cũng nhu cầu là ăn uống một ngày ba bữa, hít thở như bao nhiêu người khác. Cái đời sống hiện tại nó đã ổn rồi thì đừng có tham. Không phải là mình không có chí lớn để làm nên những chuyện lớn, nhưng làm chí lớn phải biết nhẫn nhục. Cho nên khi mà nhận được lời đề nghị hỗ trợ vốn thì Tân thấy bạn này không phù hợp. Cái bạn lúc ban đầu mà đề nghị với Tân á, không phù hợp. Là tại vì sao? Thứ nhất, bạn không hiểu Tân là ai. Bạn cũng không nhìn được cái bức tranh về kinh tế làm ăn của Tân như thế nào. Bạn không biết được rằng là Tân có cần hay không. Tự nhiên bạn đề nghị bạn hỗ trợ vốn cho một người, nhiều khi vốn người đó còn nhiều hơn bạn.
thì người ta đâu có cần bạn chi. Nhiều khi cái vốn bạn đang định bỏ ra nó chỉ là chiếc lá đối với người ta thôi. À, thì mình phải biết cái người muốn hợp tác, người ta hơn mình hay người ta bằng mình hay người ta dưới mình, thì chắc chắn nếu mà người ta từ bằng trở xuống thì mình chẳng bao giờ mình hứng thú mình làm ăn với người đó hết. Người ta phải hơn mình nhìn thấy được cái điểm gì thì mình mới vô mình làm ăn. Thì bạn này lại nói là muốn giúp Tân. À, thì cái câu nói đó Tân cảm thấy là bạn hơi coi thường mình. Tân đâu cần bạn giúp. Mà khi bạn bước vô rồi, nhiều khi Tân là người giúp bạn không cần. Vì con đường Tân đi đang ổn. Bạn nhìn thấy được cái ổn đó, bạn nhìn thấy được cái tương lai đó, bạn mới bám víu vào mình. Mà bạn cái kiểu bạn muốn cái là nói chuyện nó trên một chút xíu, để cái cuộc làm ăn đó bạn ở cái kèo, ở kèo trên, kèo giữa, kèo dưới, đó là cái chuyện làm ăn của người bình thường. Còn người biết kinh doanh người ta sẽ không bao giờ mà người ta nói chuyện như vậy. Tất cả mọi cái cuộc nói chuyện đều phải dựa trên cái lợi ích công bằng, và cái quyền lợi đều phải như nhau và phải tôn trọng nhau. Cho nên là Tân không có trả lời bạn suốt 3 năm trời là như vậy. Mà 3 năm trời đó vẫn một câu đề nghị, vẫn một cái câu hỏi mà bạn không thay đổi được cái tư duy thì bạn không thể nào bạn phát triển được. Cho nên kinh doanh đối với Tân, Tân tự lèo lái con thuyền kinh doanh của mình. Tân cũng mong những người làm chủ cũng như vậy. Không phải lúc nào mình cũng đi mượn, đi vay để mà mình phát triển, trong khi cái năng lực và khả năng mình thời điểm đó chưa có đủ. Mình phải học hỏi thêm, phải trau dồi thêm, tích lũy thêm. Và nếu đã có một con đường kinh doanh ổn thì không ai mở cửa con đường đó cho người khác vào để đi cùng với mình. Điều đó là rủi ro rất là cao. À, người ta sẽ lấy đi cái lợi ích của mình. Cho nên đó là lý do Tân chọn cái cuộc sống khép kín và kinh doanh một mình. Tân không có cần người khác hỗ trợ, nếu cần thì rất nhiều. Rất nhiều, chỉ cần kêu gọi là có, nhưng mình không thích. Mình cảm thấy một ngày ba bữa có cơm ăn áo bận, hít thở, sống một cuộc sống nó bình dị như vậy là được. Khi nào cần làm lớn, Tân sẽ tự động bỏ vốn mình ra Tân làm. Ha, nhưng mà dù sao Tân cũng cảm ơn ý tốt của bạn và Tân mong rằng bạn sẽ có một cái nơi nào đó bạn bỏ vốn thành công. Qua cái câu chuyện tâm linh này, Tân cũng nói người làm chủ phải có cái định lực của mình, phải có cái quyết định của mình, cái gì quan trọng phải mình tự làm, đừng có giao cho nhân viên mình làm. Nhân viên làm việc gì là đúng việc đó, mình mời cái cô bé đó về để mà order thì đi order. Chứ đừng có sai vặt người ta đi làm những cái chuyện khác, người ta rất ghét mình. Làm chủ mà mình tự lập như vậy đó, nhân viên mới thích. Họ nói, ủa sao anh đi mua cà phê, anh không nhờ em? Nó không, anh mời em về đây để làm văn phòng. Chứ không mời em về đây để đi sai vặt. Và anh có tay có chân, anh tự anh đi mua cà phê cho anh. Anh tự quét nhà, anh tự rửa chén, anh tự nấu cơm. Chứ anh không nhờ nhân viên mình làm những chuyện đó. Mình phải tôn trọng họ. Họ tới đây để mà làm công việc chuyên môn của họ chứ không phải để sai vặt. Cái tính của Tân từ xưa giờ là vậy. Thì hai anh chị mà gặp chuyện tâm linh đó, Tân đề nghị làm một cái quầy thu ngân riêng. Cái người vợ ngồi thu ngân, người chồng lo buôn bán. Nó tách hẳn bếp với lại cái chuyện thu tiền, vừa vệ sinh mà vừa kiểm soát được. Bên cạnh đó mình để luôn cái trang thờ kế chỗ thu ngân, tiền vô như nước, bảo vệ được ông thần tài ông địa, không sợ người ta ăn cắp. Và làm cái gì nó phải đúng cái đó. Sẵn mình có thầy khai nhãn khai quang thoải mái, sau đó mình kinh doanh lại bình thường, thì hai anh chị trở thành khách hàng của Tân. Hai anh chị rất là vui khi mình thoát khỏi những cái chuyện tâm linh ngoài ý muốn. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nói vừa là cái tư duy của một cái người kinh doanh nhỏ mà cố gắng phát triển từng ngày giống như Tân, cũng như là những câu chuyện tâm linh về cái người làm chủ. Mình nên tự lực cánh sinh, không nên nhờ người khác. Các bạn ha, các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.